cập nhật tiến độ xây dựng sân vận động tỉnh Thái Nguyên đầu năm 2024. Theo đại diện chủ đầu tư dự án, các hạng mục thi công đang đạt và vượt tiến độ, phấn đấu hoàn thành các hạng mục và đưa vào sử dụng trong tháng 10 năm 2024, về đích trước một năm so với kế hoạch đề ra. Dự án sân vận động tỉnh Thái Nguyên được xây dựng tại xã Phúc Chiều, trên diện tích hơn 14 ha, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 535 tỷ đồng, là sân vận động lớn nhất và đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên, đảm bảo diện tích một sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế với quy mô 22.000 chỗ ngồi. Được khởi công từ tháng 10 năm 2022, đến nay hai khán đài chính và các hạng mục phụ trợ đã hình thành. Trong đó, khán đài phía Tây đã lên tầng 2, đường dẫn vào sân vận động đã cơ bản hoàn thành. Khi mới đây, tỉnh Thái Nguyên đã cưỡng chế một số hộ dân cuối cùng để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.